Thưa quý vị, cháy rừng tại các bang Oregon và Washington đã khiến khói lan rộng và bao phủ khắp khu vực Tây Bắc của nước Mỹ. Cư dân tại các thành phố Seattle và Portland ở nhiều khu vực khác trong hai bang trên đang sống trong bầu không khí vô cùng độc hại. Khói độc cũng làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân tại khu vực này. Theo trang web airnow.gov của chính phủ Mỹ, hầu hết trong số 10 địa điểm ở Mỹ có chất lượng không khí tồi tệ nhất ngày 20 tháng 10 đều nằm ở bang Washington và Oregon. Tại khu vực Seattle, nơi sinh sống của khoảng 4 triệu cư dân, bầu trời ngày 20 tháng 10 có màu nâu, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt và khó thở. Nhiều người dân cho biết hít thở không khí ngoài trời thậm chí khiến họ cảm thấy chóng mặt, do đó phải điều chỉnh hoặc thay đổi lịch trình hoạt động để tránh tiếp xúc bầu không khí này quá lâu. Nó khiến tôi chóng mặt, tôi thường đi bộ khá nhiều, nhưng giờ tôi phải giảm bớt giờ tập luyện. Tôi cũng không hay đi xe buýt vào buổi sáng, nhưng nay tôi phải lựa chọn để tránh khói bụi. Tôi không thấy vui vì điều này. Theo trang web chuyên thông tin về cháy rừng của liên bang InciWeb, tại các bang Washington và Oregon vẫn còn hơn 20 đám cháy rừng. Khói cháy rừng bao gồm các loại khí, hóa chất độc hại và những loại bụi mịn tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe. Khói này còn độc hơn cả không khí ô nhiễm khi có thể tồn tại trong không khí nhiều tuần và di chuyển xa tới hàng nghìn km.